Người bạn thân hỏi, đêm tân hôn thuận lợi chứ mày? Không, vợ tao nó buồn và giận rồi. Thế mày làm gì sai để nó nổi giận thế? Thì tao bế vợ lên giường, tắt điện, đắp chăn kín mít, rồi khoe vợ cái đồng hồ dạ quang mới được tặng, xong rồi tao đi ngủ. Mày điên à? Đêm tân hôn mà mày không làm gì thì nó giận là đúng rồi. Chắc vậy quá. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình ngu thật. Phải làm như tao này. Mày bế vợ lên giường, tắt điện, trùm chăn, lột hết quần áo vợ mày ra, rồi mang đi giặt. Con gái thích con trai đảm đang mà. Ừ, để tối nay tao thử. Chồng đang nhặt rau, vợ đang lúi cúi nấu ăn. Bỗng chồng cao hứng hỏi, em ơi, mai mốt nếu mà anh có bổ nhí thì em làm sao hả em? Chồng không nghe vợ trả lời, chỉ thấy vợ đi lại tủ lạnh, lúi húi một lúc, lấy ra trái dưa chuột. Vợ đem trái dưa ra để trên thớt, vợ lấy cái dao chặt một phát, trái dưa đứt làm đôi. Lúc này, vợ mới hỏi chồng, anh hỏi em chuyện gì vậy anh? Chồng lý nhí, ôi không không, không hỏi chuyện gì cả. Cước Internet đi học về, vừa bước vào nhà, cô con gái vội chạy vọt ra ngoài sợ hãi hỏi toáng lên. Mẹ ơi, có ai trong nhà tóc dựng ngược, mắt đỏ quạch vậy ạ? À? Bố mày chứ ai? Ông ấy vừa nhận được hóa đơn tính cước Internet đấy. Anh hai vợ. Có một anh chàng hai vợ, tối đến phải ngủ chung với vợ lớn ở nhà trong, còn vợ bé thì nằm ở giường nhà ngoài. Một đêm, trời đã về khuya, cô vợ bé hát, đêm khuya gió lặng sóng yên, lái kia có muốn ghé thuyền sang chơi. Anh chồng muốn ra với vợ bé, nhưng bị vợ cả giữ, mới đáp rằng, muốn sang bên ấy cho vui, mắc đồn lính gác, khó xuôi được đò. Nghe thấy vậy chị vợ cả liền hát, sông kia ai cấm mà lo. Muốn xuôi thì nộp thuế đò rồi xuôi. Cô vợ bé vội đáp, chẳng buôn chẳng bán thì thôi, qua đồn hết vốn, còn xuôi nỗi gì? Chân dung khó nói, vợ bị mất tích. Anh chồng đến đồn cảnh sát trình báo, trực ban đưa cho anh ta một tờ giấy yêu cầu. Anh khai thời gian phát hiện vợ mất tích, đồng thời mô tả hình dáng cô ấy càng chi tiết càng tốt. Anh chồng cặm cụi khai báo một lúc, rồi khẩn khoản nói khó với trực ban. Thưa anh, tôi đã mô tả chân dung cô ấy đầy đủ rồi. Nếu các anh tìm thấy cô ấy, xin đừng tiết lộ bản mô tả này cho cô ấy xem là được. Anh chồng ngốc. Xưa có một đôi vợ chồng sống ở miền Trung du. Anh chồng thì rất đần độn, còn chị vợ ngược lại lại rất nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh. Muốn chồng làm việc gì thì chị cũng phải bày vẽ đến nơi đến chốn. Một hôm trời nắng quá, chị bảo anh đi đốt giấy làm nương. Trước khi đi, anh chồng mới bảo vợ, đốt như thế nào? Thế mà cũng hỏi à? Cứ gió đằng đầu thì đốt đằng chân. Cứ gió đằng chân thì ta đốt đằng đầu, chứ có khó gì đâu. Anh chồng nhẩm lời vợ rồi lủi thủi đi ra. Đến dãy, thấy gió mát ở chân, anh nhen lửa rồi thò đầu vào đấy. Bao nhiêu tóc cháy sạch, mùi khét lẹt. Sau nóng quá, anh phải rút đầu ra. Da mặt bị rộp lên một lượt. Nhưng lúc ấy, anh lại thấy mát đằng đầu. Nhớ lời vợ, anh đun chân vào đống lửa. Chân bị cháy xém, anh mới chịu nhoài người ra. Chiều tới, anh lê bước về nhà. Chị vợ thấy thế sửng sốt hỏi, anh làm cái gì mà bị như thế này?
Người chồng dịu mặt trả lời. Nhà hỏi đã hay. Tôi nhớ lời nhà nói. Lên dãy cứ theo chiều gió mát. Đốt hết đầu rồi sang chân. Nên mới thế này đây này. Người vợ vừa buồn vừa bực. Nhưng không biết làm thế nào cho chồng thông minh lên một tí. Vài ngày sau, khi những vết thương trên người anh đã lành, chị bảo anh đi bắt cá. Anh cũng hỏi vợ, bắt cá ở đâu? Thì nơi nào có nước thì xuống mà bắt. Sáng hôm sau anh dậy, sửa soạn đi bắt cá. Đứng trên sàn nhìn xuống, anh thấy một vũng nước đáy trâu. Anh vội vàng xuống mò, nhưng mò mãi chẳng thấy con cá nào. Chị vợ thấy thế, đứng cười ngao ngán. Nhưng vốn là người tinh nghịch, chị mới nói với chồng, có cá giếc ở giữa dòng suối ấy, lên đây mà bắt. Xong anh ta vẫn ngơ ngẩn bảo, chỗ nào có nước mới có cá kia mà. Ăn Tết cả con lợn. Thời trước Tết đến, nhà nông giỏi lắm là chung nhau hai nhà một con lợn, ít nhà có cả con. Một hôm người làng bên nghèo rớt mồng tơi 30 Tết sang nhà thông gia ăn trực lại còn bảo, nhà tôi thịt cả một con lợn nên làm từ hôm qua, giò nem tôi luộc kỹ treo cả rồi, hôm nay sang làm giúp bên ông. Ông thông gia mừng lắm, thế thì tốt quá, nhờ ông làm hộ giò nem rồi ta đánh chén nhá. Sáng mồng 2 Tết, ông bên này sang nhà thông gia bên kia, chỉ thấy bọn cá rán và rau dưa. Chà, Tết cứ giò nem chán quá, hôm nay đánh bữa rau cá cho ngon ông ạ. Tốt quá, nhìn vào buồng nhà thông gia thấy giò nem treo lủng lẳng cả, ông nghĩ bụng. Lão ăn hoang quá, giò nhiều thế mà ăn hết tháng giêng. Thôi, ta chẳng ăn thì con gái ta nó ăn, có thiệt gì chứ. Đến sáng mồng 3, con gái ông than thở, con về nhà ăn chứ bên ấy chẳng có gì. Tết mà cũng thèm thịt, làm dâu nhà nghèo khổ thế. Ông bố chố mắt nói, ăn cả con lợn, ngần ấy cái giò, nem treo lủng lẳng, sao còn thèm thịt hả con? Con gái ông thở dài nói, thầy con nói khoác đấy, làm gì có lợn nào đâu. Cái của treo lủng lẳng ấy là giò đất sét, nem phoi phoi đấy ạ. À. Ăn cơm không? Con rể lên cày hộ bố vợ. Sáng sớm ăn cơm độn nhiều ngô quá. Mẹ vợ ngượng bảo, dưới ấy độn gì hả con? Trên này độn nhiều ngô quá. Ăn cho nó chắc dạ, mặc cày quá mái con ạ. À. Con rể trả lời, dạ dưới con ăn cơm không ạ. Ấy chết, thóc gạo này phải độn vào chứ nhỉ? Nhà ngần ấy miệng ăn mà ăn cơm không thì... Chưa đến thấy con gái ăn khỏe quá, mẹ bảo, từ dày, sáng bảo bố nó nấu độn vào mà ăn. Sức con mọn mà ăn cơm không thì đói veo, chịu sao nổi. Con gái vẫn vả cơm soàn soạt rồi bảo, nó nói khoác đấy, làm gì có cơm. Nó bảo, sáng ăn cơm không là không ăn gì cả đấy, mẹ rõ chưa? Ăn ốc đổ vỏ. Có một anh chàng đi ở rể, anh ta tỏ ra rất ý tứ, nhất là trong chuyện ăn uống. Gia đình vợ rất hài lòng. Một bữa nọ, nhà vợ luộc một nồi ốc. Trong khi đang ăn, anh rất rụt rè, ăn nhỏ nhẹ được một vài con. Anh ta đứng dậy, mẹ vợ ngạc nhiên hỏi, sao con ăn ít vậy? Anh rể lễ phép thưa, thưa mẹ, thứ này con không hợp lắm ạ. Mẹ vợ nghĩ rằng anh ta cố ăn ít để nhường phần cho người khác, nên vui lòng lắm. Lát sau, anh ta dành phần đi đổ vỏ. Ra bụi tre, anh ta cứ hút lại những con ốc đã ăn rồi. Một cách thèm thuồng, những phần còn thừa dính lại ở vỏ ốc. Thấy anh đi đổ vỏ lâu quá, mẹ vợ mới hỏi,
Anh ta nhanh trí trả lời, dạ thưa mẹ, con tìm xem con ốc nào có thể thổi kêu được thì lấy làm kèn thổi chơi thôi mà. Còn lâu mới chết. Buổi tối rảnh rỗi, hai vợ chồng ngồi tán gẫu. Cô vợ kể chuyện, anh này, thằng cha trưởng phòng em cặp bồ rồi đấy. Chồng trao mày, ôi giời tượng gì, vợ anh ấy chết thì anh ấy có quyền đi tìm bến mới chứ nhỉ. Thấy thái độ của chồng như vậy, vợ không hài lòng phản đối. Cơ mà vợ hắn vừa mới chết, hắn tệ thật đấy. Hết khôn dồn đến dại, bỗng vợ véo tai chồng cảnh báo. Anh nhớ em có làm sao, tuyệt đối anh không bắt chước hắn đấy nhá. Bị vợ uy hiếp, chồng khẳng định, không, không bao giờ, bởi còn lâu em mới chết. Nhiều người hỏi tôi tại sao lớn rồi mà chưa có bạn gái. Nghĩ tùy tuổi nhưng trên đường tình thì cũng đã có không ít thành tích đáng kể rồi. Đã từng có ba cô gái vì tôi mà hy sinh. Lần đầu tiên biết yêu, đã từng có một cô gái vì tôi mà chết. Nếu anh còn bám theo tôi sẽ chết cho anh xem. Trong tuổi thanh xuân của tôi, có một cô gái sẵn sàng đợi tôi ở kiếp sau. Muốn làm bạn trai chị hả? Kiếp sau đi cưng. Thậm chí lúc tôi túng quẫn nhất, cũng đã từng có cô gái nguyện chết cùng tôi. Nếu mày không trả tiền cho bà sẽ sống chết với mày. Anh chồng lười. Hai vợ chồng nhà nọ sống với nhau khá đầm ấm, song tính nết lại khác nhau. Chị vợ thì cần cù hiền lành, suy nghĩ sâu sắc. Anh chồng thật thà lười biếng. Mùa xuân đến, chị vợ sắm cày cuốc cho anh đi làm, ra đến ruộng. Tay anh cầm cái cày như cầm phải hòn than nóng. Tay anh cầm cuốc thì như cầm phải con rắn độc. Chị vợ phải làm tất cả. Ngày tháng trôi qua, hết mùa cày cấy lại đến mùa gặt hái. Năm ấy, lúa chín vàng nặng trĩu bông. Chị vợ sắm quang hái, năn nỉ hết lời rủ anh đi gặt. Ngày đầu anh kêu đau bụng, ngày thứ hai anh đắp chiếu nằm rên hừ hừ, ngày thứ ba anh nói trời sắp mưa, ngày thứ tư không có cách gì khác anh mới chịu ra đồng. Thấy lúa tốt, lúa dày, lúa đẹp bông, anh đâm bực tức cầm đòn gánh anh ta ra sức vụt những khóm lúa bên bờ. Chị vợ lặng lặng về nhà mượn con ngựa hồng cùng với đồ võ công, nai nịt cẩn thận, đeo thêm cái mặt nạ. Chị vọt lên ngựa, phi thẳng đến chồng rồi quát lớn. Bớ gã lười biếng kia, ta là người nhà trời xuống chừng trị kẻ siêng ăn nhắc làm đây, để ngươi sống chỉ tốn cơm thiên hạ, ngươi phải chết. Nói xong, quất ba roi vào mông anh chồng, rồi phi ngựa về trả cho người anh. Một lát sau, chị đem nước ra ruộng cho chồng. Thì lạ chưa, anh ta cứ lúi húi gặt lấy gặt để. Chị bảo ngừng tay ăn cơm đã, anh cũng không ngừng. Chẳng mấy chốc, thửa ruộng đã gặt xong. Anh ta lật đật xếp những đon lúa vào quang rồi gánh về. Đến nhà, anh ta ngồi xoài bên gốc cột, nói với vợ, anh sắp chết rồi, đi mua quan tài đi thôi. Chị vợ vừa buồn cười vừa thương chồng, quan tài đã được mua về. Đêm hôm ấy, anh ta lại ngồi khóc tu tu. Chờ cho đêm khuya, khi anh ta thiêm thiếp ngủ, chị vợ giả tiếng nói người nhà trời lúc ban ngày. Phải chuyển nghìn viên gạch lên trời mới chết được, còn chưa muốn chết thì phải siêng làm. Trong bóng tối, anh ta ngồi nhòm dậy. Vái người nhà trời như thế sao? Dạ dạ từ nay con không dám lười biếng nữa ạ. Có một vị sư
Một lần lên xe buýt, chẳng may ngồi cạnh một em chân đá dài. Sau một hồi trêu chọc nhà sư, cô gái hỏi: "Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ?" Nhà sư nghĩ mình đi tu thì chỉ dùng có mỗi một chức năng, nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy, nhà sư trả lời cô gái: "Giữa hai chân ta có một xác chết." Cô gái cười bảo: "Thế thì giữa hai chân em cũng có..." Nhà sư tò mò: "Có cái gì cơ?" Cô gái liền đáp: "Thế mà cũng hỏi à? Có cái quan tài, chứ có gì nữa?" Cân nhắc nhu cầu, có ba nhà du hành vũ trụ chuẩn bị lên tàu con thoi phóng lên mặt trăng. Theo quy định, mỗi người chỉ được mang theo 100 kg phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhà du hành thứ nhất nói: "Tớ mang theo vợ tớ." Nhà du hành thứ hai nói: "Tớ thích đọc sách, tớ sẽ mang sách đi." Người thứ ba nói: "Ồ, tớ nghiện xì gà, tớ sẽ mang xì gà đi vậy." Ngày rời khỏi mặt đất, mọi người đều mang theo những thứ mình thích. Sau khi thám hiểm 3 năm trở về, tàu hạ cánh an toàn, các phóng viên nhà báo lao đến chân cầu quay phim chụp ảnh. Người thứ nhất ra khỏi tàu cùng với bà vợ dẫn theo 3 đứa trẻ con và một đứa bé trên tay. Người thứ hai ra khỏi tàu với đôi kính cận dài cộp, mang trong đầu rất nhiều tri thức như một học giả. Người thứ ba hớt hải chui ra khỏi tàu, tay cầm điếu xì gà to tướng, xô các phóng viên ra hỏi: "Ai có lửa không cho tôi xin?" Nói phải có đầu có đuôi. Bà mẹ vợ ở quê thấy cô con gái lớn của mình đến ngày sinh con so, nhưng vì bận việc đồng áng nên cho người em gái của bà lên chăm sóc thay mình. Mấy tháng sau, bụng của dì ba nó càng ngày càng trương to lên. Mẹ vợ tất tả lên hỏi tội chàng rể: "Tại sao con làm vậy với dì ba nó?" Chàng rể nói ngang: "Ai biểu dì ba ở nhà con làm chi?" Quá bực mình, bà mẹ vợ không cầm được nổi giận, mới nói rằng: "Vậy tao ở nhà mày chắc mày cũng không tha hả?" Chàng rể gật đầu: "Chắc có lẽ vậy." "Còn kiêng nể gì nữa?" Bà mẹ vợ liền quát to: "Trời ơi, cục cứt còn có đầu có đuôi, huống chi là mày. Mày là thứ không biết xấu hổ." Chàng rể thản nhiên đáp: "Má à, con toàn đi lòng không à, thì làm sao mà có đầu có đuôi được chứ." Lòng tốt của bác nông dân. Nửa đêm trời mưa to, một thanh niên đi phượt gặp một căn nhà bên đường liền gõ cửa. Mở cửa là một bác nông dân trông rất hiền lành, chất phác. Chàng thanh niên liền ngỏ lời: "Dạ, cháu chào bác ạ. Bác cho cháu xin tá túc đêm nay có được không ạ?" Thấy du khách nhỡ đổ đường, bác nông dân sởi lời gật đầu: "Bác đồng ý, nhưng cháu phải tự chuẩn bị giường cho mình nhé. Bác ở có một mình, lại già yếu nên không thể giúp cháu được đâu." Được gia chủ cho nghỉ nhờ, chàng thanh niên mừng quính: "Dạ thưa bác, chuyện đó dĩ nhiên rồi ạ. Bác chỉ phòng cho cháu, mọi việc cháu tự lo được ạ." Bác nông dân vui vẻ dẫn chàng du khách vào một phòng trống hoác: "Đây là phòng cháu sẽ ngủ." Rồi bác ấy dẫn anh ta ra sau nhà, chỉ vào một nhà kho rồi bảo: "Cưa, búa và gỗ trong nhà kho này đấy. Cháu muốn dùng bao nhiêu tùy ý nhé. Bây giờ khuya rồi, bác mệt, bác đi ngủ trước đây." Không cần nhiều vậy, một triệu phú trẻ nói với cô đào xinh đẹp mà anh ta đang chết mê chết mệt: "Em nghĩ thế nào nếu hai ta cùng nhau tiêu tiền của anh?" "Được thôi, anh muốn suốt đời chúng mình sẽ làm như vậy." "Em thì không nghĩ là phải tốn nhiều thời gian đến thế đâu anh ơi."
thời gian và vô tận. Có một lần, một nữ phóng viên Mỹ hỏi Albert Einstein, giữa thời gian và vô tận, có sự khác biệt nào ạ? Nhà bác học nói với giọng đôn hậu, cô gái ơi, nếu bác có thì giờ để giải thích cho cháu sự khác biệt đó, thì sẽ là sự vô tận trước khi cháu hiểu điều đó. Người hầu rượu. Một người đàn ông vội vã bước vào quán rượu và gọi một ly rượu martini đúp. Ông ta nốc cạn một hơi, bỏ tờ giấy bạc $5 lên quầy rồi quay lưng bước ra khỏi quán. Người hầu rượu cầm tờ giấy bạc $5 lên, gấp lại cẩn thận và nhét vội vào túi áo gilet. Ngay lúc ấy, anh ta ngẩng lên, trông thấy ông chủ đang đứng nơi ngưỡng cửa nhìn anh ta đăm đăm. Suy nghĩ kế thật nhanh, rồi anh ta liền bảo, ồ chào ông chủ có thấy cái gã đàn ông vừa rồi không? Bước vào đây, mua một ly martini đúp, thưởng cho tôi tờ giấy bạc $500, rồi hối hả bỏ đi mà quên trả tiền. Ăn no to bãi. Ở một vùng nọ, dân kêu ca đói kém, thiếu thốn mọi bề. Để kiểm tra tình hình thực tế, quan đích thân xuống thăm. Quan không cần đi vào nhà dân chúng để hỏi han, vì quan thừa biết họ sẽ không khai thật. Quan ra đồng, chỗ dân thường phóng uế. Sau khi xem xét kỹ lưỡng nhiều nơi, quan cho tập hợp dân lại rồi phán, đứa nào kêu đói nữa, tao sẽ xử ngay. Tụi bay hãy ra đồng mà xem, đống nào đống đấy to tướng. Người đời thường nói ăn no to bãi, tụi bay hay kêu đói, sao bãi của tụi bay lại to như vậy? Toàn là bọn nói láo toét thôi. Ăn no không lo việc nước. Ngày xưa có một ông quan công minh chính trực. Ông rất đau lòng trước cái nhục mất nước. Hàng ngày, ông phải chứng kiến đám quan lại đồng nghiệp với mình đã không thấy sự cam chịu làm trâu ngựa cho cường quyền mà còn phè phỡn với cơm thừa canh cặn của ngoại bang bố thí. Chúng lại còn rừng mỡ bày ra lắm thứ tiệc tùng đình đám để có dịp đục nước béo cò, a dua vào nhậu nhẹt say sưa. Ôm ấp hầu non con hát, ông để bụng căm ghét từ lâu, muốn sửa trị cho chúng một phen nhớ đời, nhưng chưa biết phải làm sao. Một hôm, nhân dịp trong nhà có đám giỗ, ông cho làm những mâm cỗ cực kỳ thịnh soạn, rồi mời đủ mặt quan lớn quan bé trong triều và các quan phụ mẫu đầu tình về dự, như đám ruồi nhặng háu ăn. Từ tể tướng thượng thư, các quan thần tuần vũ án sát tri phủ, cho tới thông dịch viên, hăm hở kéo nhau đến ăn nhậu. Gần trưa mặt trời lên cao càng như đổ lửa, lúc này các quan mới dùng xong đại tiệc, nhưng chủ nhà không cho uống nước, các quan ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cái no nê càng làm tăng thêm cái sự khát. Các quan lớn nhỏ đều nhấp nha nhấp nhổm lần lượt, truyền tay nhau cầm những cái bình trà rỗng lên dốc hết tận đáy, nhưng nó chẳng buồn gì ra giọt nước nào. Ông nọ thấy các quan đã trúng kế mình, bèn nhân dịp quát to xuống dưới nhà bếp. Quan bay đâu? Dưới nhà có tiếng dạ, gian lên. Sao không đem nước lên cho các quan dùng hử? Sao bầm chưa nấu à? Ông nọ làm ra mặt giận dữ, mắng nhiếc. Chúng mày sao không lo việc nước non hử? Hóa ra chúng mày chỉ biết vụt mặt xuống ăn nhậu thôi sao? Ra vậy. Chúng mày làm con người chẳng hơn cái túi thịt nhồi cơm cá. Ăn rồi thì phải nghĩ đến nước đến non chứ. Hèn chi, thiên hạ người ta nói gọn giá áo túi cơm. Thì ra lũ mày giống hệt như cái giá mắc áo đẹp. Những cái túi đựng cơm ngon thôi, đần độn, ngu muội như những cái đó. Chúng mày chỉ biết cắm đầu gục mặt xuống cho phì da mập thịt. Còn nước non thì thây kệ, chẳng thấy ai lo cho cả. Một vị quan
To có ý đồng lòng trộn dạng, đứng lên phản giàn hòa: "Thôi, xin quan bác bớt giận, tha cho lũ chúng nó lần này." "Không đời nào, quan lớn ơi, chúng nó bất trị lắm, quá quát lắm, không mắng như vậy thì chúng nó chẳng bao giờ chịu sáng mắt ra đâu. Quan chủ nhà còn tiếp tục mắng chửi nhiều nữa thì các quan khác càng sượng mặt, động lòng xấu hổ, ai cũng thấy rõ bản thân mình bị chạm nọc là ăn no không lo việc nước, nên cứ lén lén rút lui dần ra cửa rồi sau lùi hết." Lúc này ông ta cùng bọn gia nhân trong nhà mới ôm bụng bò lăn ra cười ngất. Ai sinh trước? Xưa có một anh chàng chăn vịt ưa lai dai, mà đã lai dai là xỉn hết biết đầu đuôi xuôi ngược gì nữa. Một bữa, đằng nhà ông già vợ có dỗ mời anh ta sang, lùa vịt ra đồng dặn con trông, anh ta cầm sào chăn vịt lội sang nhà cha vợ. Lâu ngày gặp mặt, anh em đông vui, lại sẵn mồi. Anh ta vui vẻ cùng ly từ ông già vợ tới mấy ông anh và cậu em vợ. Lai dai từ trưa tới hồi mặt trời gác núi, anh ta mới cáo lui. Bà già vợ cho anh ta một nải chuối mang về cho con. Anh ta buộc nải chuối vào đầu cái sào chăn vịt, rồi tòng teng quài về, chân nọ đá chân kia, dọc đường. Thấy nải chuối chín vàng ngon quá, anh ta định bẻ ăn, nhưng mấy lần chống cây sào xuống thì nải chuối lại dựng lên cao quá đầu, với không tới, mà hễ co chân định leo lên thì cây sào lại đổ, nên đành chịu. Anh về đến nhà, các con chạy ra đón. Đứa con thứ 26 tuổi đỡ cây sào từ tay ba nó đặt xuống, mở nải chuối chia cho các em. Thấy vậy, anh ta bèn tròn mắt hỏi: "Ủa, chứ mày sinh trước hay tao sinh trước mà mày khôn dữ vậy?" "Thì ba là ba của con mà, vẫn biết tao là ba mày. Nhưng mà mày sinh trước hay là tao sinh trước hả?" Cái gương. Ngày xưa, có một anh nông dân lên chợ tình mua được cái gương. Bà bán hàng gói ghém cẩn thận đưa cho anh đem về. Về đến nhà, anh giấu vợ mở ra xem, chợt anh òa khóc: "Ôi bố ơi, từ ngày bố chết đến giờ, nay con mới được gặp bố." Rồi anh lại gói lại, cất cẩn thận, thỉnh thoảng nhớ bố lại đem ra tâm sự. Từ ngày có cái gương, cô vợ cứ thấy chồng mỗi khi buồn lại đem ra ngắm, lấy làm lạ. Một hôm nhân lúc chồng đi vắng, cô bèn đem ra xem. Vừa soi vào, cô vợ gầm lên trời: "Tổ sư cha con đi, vừa già vừa xấu, ai cho mày dám theo chồng tao về đây hả?" Một người nước ngoài học tiếng Việt viết trên blog của mình: "Ai cũng biết rằng vitamin A cho ta đôi mắt sáng. Vitamin A có nhiều trong rau củ quả mang màu đỏ như gấc, cà chua, cà rốt. Tuy nhiên, ở Việt Nam, theo nghiên cứu của cá nhân tôi thì trong rau củ quả chưa phải là nhiều. Đại đa số người Việt đều cho rằng việc lấy vợ sẽ tăng cường đáng kể một lượng vitamin A cho mỗi chàng trai. Bởi lẽ, khi lấy vợ, các bậc cha mẹ của họ thường nói: cứ lấy vợ đi, rồi mày sẽ sáng mắt ra." Có một chị cán bộ hội phụ nữ rất thích dùng từ sinh hoạt. Có lần đoàn công tác trên thành phố xuống làm việc với huyện. Khi xong việc, chị này được phân công mời đoàn ở lại ăn cơm trưa. Xoa xoa hai tay vào nhau, chị bảo: "Dạ, mời các anh chị bớt chút thời gian vàng ngọc ở lại sinh hoạt trưa với chúng em, gọi là cây nhà lá vườn ấy mà." Khi cơm nước được dọn ra, chị nói: "Mời các anh lãnh đạo thành phố và chị nhà báo sinh hoạt ở trên giường, còn các anh lãnh đạo huyện và chúng em thì sinh hoạt ở dưới đất ạ." À.
Kinh tế học. Một ông quan coi ngân khố quốc gia trong một lần di chuyển thuế từ tỉnh về thủ đô. Lúc đi ngang con sông, một người lính vận chuyển lỡ tay đánh rơi cái hộp đựng 10 lạng bạc. Ông quan lên bờ bèn thuê thuyền, thuê người lặn tìm bằng được cái hộp 10 lạng bạc. Sau khi tìm được cái hộp, thì số tiền thuê thuyền và người là 30 lạng bạc. Về đến kinh, có một ông quan thắc mắc, tại sao ông lại thuê 30 lạng bạc để tìm 10 lạng bạc? Nếu không tìm, ông chỉ mất 10 lạng bạc, còn giờ thì ông mất đến 20 lạng bạc đấy. Ông quan coi ngân khố bảo, với ông hay với tôi thì đúng vậy, nhưng với ngân khố quốc gia thì 30 lượng bạc tôi thuê vẫn lưu thông trong xã hội, không mất đi đâu. Còn 10 lạng bạc, nếu nằm dưới sông thì ngân khố quốc gia mất 10 lạng bạc. Ông quan phong kiến kia mà nhìn thấy quan lại Tây Phi tàn phá ngân khố quốc gia, chắc là không hiểu nổi cái gì đã giáo dục đào tạo ra những con người như thế. Anh sẽ chết sớm. Chồng bị suy nhược cơ thể, vợ đưa đến bệnh viện khám. Khám xong, bác sĩ dặn dò cô vợ rằng, nếu cô không muốn chồng chết sớm, thì hãy làm tốt những điều tôi hướng dẫn sau đây. Thứ nhất, mỗi sáng cho anh ấy ăn đủ chất và đưa anh ấy đến nơi làm việc có điều kiện tốt. Thứ hai, lúc ăn trưa, phải làm cho anh ấy cảm thấy ấm áp. Bữa ăn phải đảm bảo dinh dưỡng và tạo được tâm trạng tốt trước khi đi làm việc trở lại. Thứ ba, đối với bữa ăn tối, các món ăn phải đặc biệt đẹp mắt và không bắt anh ấy làm quá nhiều việc vặt. Thứ tư, trong tuần vợ chồng phải thường xuyên vui vẻ và hãy làm thỏa mãn những gì anh ấy thích. Đặc biệt, cô không được cãi anh ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nghe bác sĩ nói vậy, cô vợ sầm mặt không nói câu gì. Thái độ của vợ không vui, anh chồng lo lắng lắm. Trên đường về nhà, anh hỏi vợ, thế bác sĩ nói gì vậy em? Bà vợ vùng vằng nói, bác sĩ nói anh sẽ chết sớm. Cứng đầu. Cô vợ đã lâu không được chồng yêu, người bứt rứt khó chịu nên hay gây sự với chồng. Nhân một hôm vợ cãi như chém trả, anh chồng tỏ thái độ bực tức trách vợ. Em dạo này cứng đầu lắm đấy. Cô vợ dầu mỏ đáp lại, ôi giời ơi, tôi mong anh cứng đầu một lúc thôi, đừng có ỉu xìu, thì tôi đâu có cứng đầu cãi lại anh chứ. Lo xa. Một đôi tình nhân đang đi dạo, bỗng bạn gái thỏ thẻ hỏi, anh ơi, người ta bảo đàn ông khi giàu có rồi sẽ lăng nhăng, sau này anh có như thế không? Chàng trai ngạc nhiên hỏi cô ta, em suy nghĩ linh tinh gì đấy, tuyệt đối không có chuyện đó đâu nhá. Chẳng lẽ em không tin anh sao? Cô gái lắc đầu phân vân, vâng, em tin, em chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Biết bạn gái không tin, chàng trai cốc nhẹ vào trán cô ta khẳng định, em ngốc thế, làm gì có chuyện sau này anh giàu. Mà em lo xa cơ chứ. Chắc chắn là an toàn. Một thanh niên bụng 6 múi đến hỏi bác sĩ, có cách nào tránh thai mà không cần dùng đến thuốc, không cần bao cao su không ạ? Ông bác sĩ hỏi lại, anh làm nghề gì? Dạ em là võ sĩ Quyền Anh ạ. Vậy thì cứ theo luật Quyền Anh mà làm đi. Luật Quyền Anh thì có liên quan gì đến tránh thai đâu thưa bác sĩ. Sao lại không? Luật Quyền Anh của các anh chả quy định chỉ đấm đối phương từ rốn trở lên là gì. Trong phòng thi, chuông reo báo hiệu giờ thi đã kết thúc. Các thí sinh đem bài lên nộp cho giám thị.
duy nhất một thí sinh còn ráng viết và đem nộp trễ cả phút. Thầy giám thị không chịu nhận bài của thí sinh này, vội làm dáng. Sau một lúc đứng năn nỉ mãi mà không được, trận thí sinh hỏi thầy: "Thầy có biết tên em không?" Giám thị đáp: "Làm sao tôi biết được?" Trận thí sinh chỉ tay vào háng của giám thị và la lên: "Trời ơi, có con gì đang đeo dưới háng thầy kìa!" Thầy giám thị cúi người xuống xem con gì. Thí sinh vội vàng nhét bài của mình vào giữa đống bài thi của cả phòng và chạy ù ra cửa. Giúp đỡ, có một ông đi ngang, nhìn thấy một đứa trẻ đang cố với lên để bấm cái nút chuông cửa. Ông thấy tội nghiệp thằng bé vì với mãi mà chưa chạm được vào nút bấm. Bước đến, ông bồng xốc đưa đứa bé lên cao và chạm vào nút bấm. Ông nghe tiếng chuông reo vang trong nhà. Đặt đứa bé xuống đất, ông cười vui hỏi: "Đã gọi chuông cửa xong rồi đấy cháu à. Nào, thế giờ còn chuyện gì nhờ chú giúp nữa không nào?" "Dạ con ạ. Bây giờ cả hai chúng ta cùng chạy trước khi chủ nhà ra." Chồng đi làm về thấy vợ nằm trên giường mặt đỏ như quả gấc, liền hỏi: "Em làm sao thế? Ốm hả?" Vợ không nói năng câu gì mà chỉ liếc nhìn tinh quái. "Thôi, em cứ nghỉ đi, ăn gì để anh nấu nào." "Em không muốn ăn." "Thôi mà, thế em ăn cơm nhé." "Em không ăn cơm." "Vậy em ăn cháo nhé." "Em không muốn ăn cháo." "Vậy chờ anh một tí, anh chạy ra đầu phố mua phở cho em ăn nhé." "Phở em cũng không muốn ăn." Chồng bực mình quát: "Cơm cháo phở không ăn thì ăn con cặc hả?" Vợ liền nũng nịu: "Biết rồi còn hỏi." Cô giáo gọi điện cho học sinh thông báo: "Ngày mai cô bận nên các em nghỉ học." Cậu học sinh vui quá chạy đến nói với ông nội: "Mai cháu được nghỉ học, ông cho cháu đi công viên chơi nhé." Người ông liền gọi điện cho thư ký của mình: "Mai anh có việc bận, để hôm khác em nhé." Cô thư ký liền gọi điện về nhà cho chồng của mình: "Anh yêu à, mai công ty em hủy chuyến công tác rồi, ngày mai mình đi chơi nhé." Người chồng của cô thư ký liền gọi điện cho cô giáo: "Em yêu ơi, mai vợ anh lại ở nhà mất rồi. Em đừng đến nhá." Thế là cô giáo lại gọi điện cho cậu học sinh: "Mai lại đi học." Con trai hỏi cha: "Giữa một cô gái tốt và một cô gái đẹp, con nên chọn cô nào thưa cha?" Người cha trả lời không chút đắn đo: "Con nên chọn cô gái đẹp, vì đẹp không thể giả bộ, còn tốt thì có thể giả bộ được. Mẹ con hồi đó cũng tốt với cha lắm." Đàn bà nói về đàn ông: "20 tuổi như gà trống sáng nào cũng gáy, chẳng cần ai nhắc. 30 tuổi như xe hơi mùa lạnh nổ máy hơi khó nhưng chạy tốt. 40 tuổi như bóng đèn lúc tắt lúc sáng. 50 tuổi như xe tăng nổ máy rất chậm và di chuyển ì ạch. 60 tuổi như cái đồng hồ cũ không lắc không chạy mà có khi chưa kịp chạy thì lại chết. 70 tuổi trở lên thì không thấy có ý kiến gì, chắc thất thập cổ lai hy." Và đây là đàn ông nói về đàn bà. Tuổi 18-22 như châu Phi, một nửa đã được khám phá và một nửa còn hoang vu nên nhiều kẻ phiêu lưu luôn muốn tìm tòi. Tuổi 23 đến 30 như Bắc Mỹ đã được khám phá hoàn toàn và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật, luôn là mơ ước của bao gã đàn ông đang tìm việc. Tuổi 31 đến 40 như vùng nhiệt đới nóng bỏng, xinh đẹp và đầy huyền bí, làm cho bao nhà thông thái ngã ngửa vì không thể giải thích nổi. Tuổi 41 đến 50 như châu Âu, một nửa đã tàn phá sau chiến tranh,
nhưng vẫn còn rất thu hút và không kém phần hấp dẫn, khiến bao người muốn đến một lần cho biết. Tuổi 51 đến 60 như Úc Châu, rất rộng nhưng đa phần là sa mạc, rất yên tĩnh, an phận và ít muốn bị quấy rầy. Tuổi ngoài 60 thì như Nam Cực, ai muốn biết nơi này nhưng chẳng thèm ai tới. Nói đúng các anh, các chị đừng buồn nha. Đàn ông đúng, phụ nữ sai. Nhà báo phỏng vấn một cô gái về bí quyết hạnh phúc gia đình trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Nhà báo nói, thưa chị, đâu là bí quyết hạnh phúc gia đình? Cô gái nói, rất đơn giản, ở nhà tôi, đàn ông chỉ có đúng, phụ nữ chỉ có sai. Nhà báo lại hỏi, chị có thể nào giải thích rõ hơn không? Cô gái bật mí, đàn ông chỉ có đúng, nghĩa là đi làm về phải đúng giờ, đi nhậu phải về đúng giấc, tiền lương phải đưa đúng ngày, phải giao đúng số. Nhà báo có vẻ sốt ruột cắt ngang, còn về vế sau thì sao ạ? Ồ, đàn bà chỉ có sai, nghĩa là sáng sai chồng đưa con đi học, trưa sai chồng chạy đón con về, chiều sai chồng tắm rửa cho con, tối sai chồng lên giường trả bài. Dưới địa ngục, Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói, ai sợ vợ thì đứng hết sang một bên. Tất cả lũ lượt kéo nhau sang bên sợ vợ. Chỉ còn đúng một người đàn ông vẫn bình tĩnh đứng lại. Diêm Vương lại gần vỗ vai anh ta nói, anh đúng là một người đàn ông gan dạ dũng cảm. Vì sao anh không sợ vợ? Anh ta trả lời, dạ thưa, vợ tôi dặn không được tụ tập ở chỗ đông người. Hỡ, tiệc tân hôn kéo dài gần đến 12 giờ đêm mới kết thúc. Khi khách khứa đã ra về hết, người trong nhà đã đi ngủ. Lúc này trong phòng của cô dâu, chú rể chỉ có đôi vợ chồng trẻ còn thức. Sau khi cùng nhau uống ly rượu hợp cạnh, đôi vợ chồng nhìn nhau say đắm. Chú rể mới cất tiếng nói thúc giục, giờ chúng ta bắt đầu vào việc đi em. Cô dâu mỉm cười bén lén, ôi làm gì mà vội vậy anh, còn sớm mà. Ôi còn sớm gì nữa em, gần 1 giờ sáng rồi đó. Cô dâu lại bẽn lẽn, lý nhí, giờ này ai mà còn thức, kỳ lắm đó. Chú rể càng nôn nóng, giờ này ngủ hết rồi, nhanh nhanh đi em, anh nôn lắm rồi. Cô dâu liền véo nhẹ chú rể nói, vậy anh tắt đèn đi, em mắc cỡ quá à. Chú rể trố mắt nhìn cô dâu rồi nói, trời ơi, tắt đèn làm gì? Tắt đèn rồi sao mà thấy đường mà đếm tiền được chứ? Bao trọn gói. Một hôm, đột nhiên đi làm về thấy vợ không mặc gì nằm trên giường bèn hỏi, sao hôm nay anh thấy em ăn mặc kiểu gì lạ vậy? Cô vợ bối rối đáp, em giặt hết rồi, làm gì còn quần áo mà mặc. Anh chồng thắc mắc, hôm trước anh thấy em khuân về cả đống quần áo các loại kia mà. Vừa nói, anh ta vừa mở tủ lôi ra cả một đống quần áo. Quần áo thể thao, khăn quàng, túi xách và các loại váy dài, váy ngủ, quần áo lót vân vân. Bỗng nhiên, anh chồng giật mình la lớn, trời ơi, em bao trọn gói hay sao? Mà mang cả thằng bán quần áo về nhốt trong tủ thế này. Lãng tai. Một ông già giàu có ngoài 80 tuổi bị lãng tai nặng, nhờ kỹ thuật y khoa mới, ông đã được chữa khỏi. Vài tháng sau, ông già quay trở lại phòng khám để cảm ơn. Bác sĩ hỏi thăm, chắc gia đình ông vui lắm nhỉ? Tôi chưa nói với ai cả, nhờ thế tôi nghe chúng nó nói chuyện với nhau và tôi đã sửa di chúc 3 lần rồi.
Hỏi thì biết, bà vợ của ông giám đốc đi công tác xa nhà một tuần mới về. Vừa mới về nhà bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì phát hiện một chiếc quần lót của phụ nữ ở trên giường, nhưng không phải là cái quần của bà ấy. Đi về đã mệt lại còn chứng kiến việc này, bà tức sôi máu trong người nên gọi ngay con bé giúp việc lên hỏi, vì trong nhà bà có con bé trẻ giúp việc. Cô bé vừa lên, bà cau mày gặn hỏi, này, tao hỏi là cái quần này là của mày có phải không hả? Cô bé giúp việc sợ hãi đáp, dạ thưa bà, không phải của con ạ. Thế cái nhà này chỉ có tao với mày là phụ nữ, nếu không phải của mày thì là của tao chắc. Mày hãy nói thật đi. Cô bé giúp việc liền thanh minh, con đã bảo không phải là của con rồi mà, sao bà không tin? Vì từ trước đến giờ, có khi nào con mặc quần lót đâu ạ? Bà không tin thì cứ hỏi ông thì biết mà. Cái gì? Nói mà không làm là hèn. Hai bạn trẻ ngồi tâm sự với nhau. Chàng trai hỏi, em cho anh nắm tay có được không? Cô gái xấu hổ quay đi. Chàng trai nói tiếp, em cho anh ôm em được không? Cô gái vẫn xấu hổ quay đi không nói gì. Chàng trai không bỏ cuộc hỏi tiếp, em cho anh hôn em được không? Cô gái đỏ mặt quay đi. Chàng trai hết kiên nhẫn, đứng dậy chỉ tay vào mặt cô gái nói lớn, mày bị câm hay sao mà tao hỏi mày không trả lời hả? Cô gái tức đến quên hết cả sự ngại ngùng, đứng dậy và hét lên, thế còn mày bị làm sao? Sao chỉ thấy nói mà không thấy làm hả? Lần duy nhất, quan hệ giữa cậu và ông bố vợ ra sao? Rất tốt, chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ý ông ấy. Là lần nào vậy? Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất thương tôi, thế mà tôi đã không tin ông ta. Ông bà quen nhau ở một câu lạc bộ khiêu vũ. Hôm ấy hai người hẹn nhau đi ăn tối và sau đó cùng đi xem phim. Đêm khuya trở về phòng trọ, bà bạn ở cùng ra mở cửa, thấy bạn mình buồn thiu, không còn hưng phấn như trước khi đi, bèn hỏi, sao đi xem phim về mà lại buồn thiu thế hả? Tôi tức thằng cha già đó quá trời à, đã cảnh báo ông ấy tới 3 lần, sao cơ? Bộ ông ấy mò bà hả? Phải được như vậy thì ai nói làm gì? Ông ấy ngủ gật. Trời! Đi săn. Đây là lần đầu tiên chồng cho vợ đi săn bắn chung. Dặn vợ ở bìa rừng đợi thú trải ra. Chồng xách súng bước vào rừng. Bỗng nghe một tiếng súng vang lên. Chồng chạy vội về phía vợ. Chồng thấy vợ đã bắn hạ một con thú. Cạnh con thú là một người đàn ông. Vợ đang chĩa súng vào người đàn ông mặt xanh như tàu lá chuối và nói, con hươu này là của tôi mới hạ, có đúng không nào? Người đàn ông run lập cập nói, dạ đúng, con hươu này là của bà, nhưng mong bà cho tôi xin lại cái bộ yên. Giám đốc một công ty mất một con chim quý. Ông tiếc lắm nên mở cuộc họp. Để tế nhị sự việc ông nói, trong chúng ta đây, ai đã từng có một con chim? Tất cả đàn ông trong công ty đều đứng lên. Ông thấy có sự hiểu lầm nên nói nhỏ lại, ý tôi là chúng ta đây ai đã nhìn thấy con chim nào? Tất cả đàn bà trong công ty đều đứng lên. Ông thấy thật tai hại nên giọng trầm hẳn xuống, không không, ý tôi là thấy chim của người khác ấy, hàng xóm chẳng hạn. Bỗng một nửa đàn bà trong công ty đứng dậy, ông đành phải nói thật, trong công ty ta đây, ai đã nhìn thấy chim của tôi? Tất cả nữ trợ lý, thư ký, kế toán, thủ quỹ, lễ tân đồng loạt đứng dậy.
Một cụ ông đi chợ tới hàng thịt lợn. Chị ơi, bán cho tôi 10 lạng thịt đùi. Dạ, cụ mua 1 cân hả cụ? Không, tôi mua 10 lạng. Ôi, ông già lẩm cẩm. 10 lạng cũng là 1 cân mà. Vâng, tôi lẩm cẩm cũng được. Cứ bán cho tôi 10 lạng. Vì hôm qua tôi mua 1 cân thì về cân được có 8 lạng thôi à. Sống tích cực, hạnh phúc từng ngày. Trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng con người sống thọ đến 100 tuổi thì không nhiều. Con người thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi, tỷ lệ 1 trên 100.000 người. Nếu ta sống đến 90 tuổi, ta sẽ còn 30 năm. Nếu ta sống thọ 80 tuổi, ta chỉ còn 20 năm. Vì lẽ ta không còn bao nhiêu năm để sống, và ta không thể mang theo các đồ vật ta có, từng tiết kiệm quá mức. Chúng ta nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho cuộc đời những gì ta có thể tặng. Đừng để lại tất cả cho con cháu. Chúng ta chẳng hề muốn trở nên những kẻ ăn bám là chúng. Đừng lo lắng về những gì xảy ra sau khi đã ra đi và khi đã trở về với cát bụi. Sẽ chẳng ai bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu. Đừng lo lắng nhiều quá về con cái, vì con cái có phận số của chúng và chúng sẽ tự tìm để có cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng, đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì ta. Các con vô tình thì có thể sẽ tranh giành của cải của ta ngay khi ta còn sống và còn muốn ta chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của chúng ta. Các con của ta cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của ta là chuyện dĩ nhiên, nhưng ta không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng. Với những người thuộc lứa tuổi 70 như chúng ta hiện giờ, đừng đánh đổi sức khỏe với tài lực nữa, bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khỏe. Khi nào thì ta thấy có bao nhiêu tiền là đủ, tiền 100 triệu hay mấy chục tỷ, dù chúng ta có cả ngàn mẫu ruộng tốt, ta cũng chỉ ăn khoảng nửa lon gạo mỗi ngày. Dù ta có cả ngàn dinh thự, ta cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm. Vậy chừng nào ta có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi. Nên chúng ta hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng. Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn ai. Nhưng hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ. Đừng lo nghĩ về những chuyện mà ta không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe của ta. Chúng ta cần tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chúng mình, miễn là ta phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm toàn những việc ta muốn mỗi ngày và cách thích thú, thì ta thật đã sống hạnh phúc từng ngày. Một ngày qua là một ngày ta mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày ta được. Khi ta vui thì bệnh sẽ lành, khi ta hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết, khi ta vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ. Vui tính khí vui vẻ, với thể thao, thể dục thích hợp, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống thuốc bổ vừa phải, thăm thú và du lịch theo khả năng. Hy vọng rằng tôi và các bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe và nhất là biết trân quý những gì tốt đẹp quanh mình và còn bạn bè nữa. Họ đều làm cho ta cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình. Không có họ chắc chắn ta sẽ cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Dù ở lứa tuổi nào, cũng chúc các bạn có sự lựa chọn tích cực để có được điều tốt đẹp nhất cho bản thân, cho gia đình.
Dân quê đi khám bệnh vô sinh. Có một anh nông dân đến gặp bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi bị vô sinh. Ồ, trước hết ông phải làm các xét nghiệm, chụp phim mới kết luận được có bị vô sinh hay không. Nhưng tôi bị di truyền. Ông nội tôi cũng bị, bố tôi cũng bị. Thật sao? Vậy ông từ đâu ra? Từ quê ra, chứ còn từ đâu nữa?